xin chào ạ. Vậy hôm nay chị đi mấy người hả chị? Thanh Phương chị đi có một mình thôi. À mà Thanh Phương có hẹn với lại anh Thức chủ quán. Anh Thức đâu rồi bạn? Dạ anh Thức đang chuẩn bị đồ ăn dưới bếp á chị. Mời chị vô ngồi đợi anh Thức tí nha. Quý vị khán giả thân mến, Thanh Phương tin chắc rằng có nhiều người trong chúng ta sẽ rất là yêu thích món nướng, bởi vì món nướng ngon, dễ ăn nè, nguyên liệu lại phong phú và chúng ta có thể dễ dàng chế biến tùy theo sở thích của mình. Hiện nay thì có nhiều dạng món nướng lắm, như là nướng ngói hoặc là nướng than. Và theo như lời mời của một người bạn thì hôm nay Thanh Phương sẽ được thưởng thức một món nướng vô cùng mới lạ và độc đáo. Hãy chờ xem nó độc đáo như thế nào nhé. Vẫn là các món nướng quen thuộc từ các loại nguyên liệu thịt heo, thịt bò, dê, cá sấu, mực, bạch tuộc. Nhưng thay vì nướng trực tiếp trên bếp than, bếp cồn, trên thay, vỉ nướng hoặc xiên tre, các món nướng tại đây được nướng qua một tấm đá muối rất đặc biệt. Nguyên liệu sẽ được giữ tươi ngon, không ướp các loại gia vị thường thấy mà chỉ dùng một chút xíu dầu ăn. Vì vị mặn từ muối trên tấm đá đã làm cho miếng thịt mang hương vị đậm đà. Xin chào Thanh Phương. Chào Thức. Nãy giờ là Thức đang chuẩn bị đồ ăn ở dưới bếp đó hả? Đúng rồi, đáng lẽ là mọi ngày thì là bếp sẽ chuẩn bị. Còn hôm nay là biết có khách quý của mình tới cho nên là muốn tự tay mình chuẩn bị để cho nó đặc biệt hơn á. Lúc mà nghe Thức giới thiệu về cái món ăn và mời Thanh Phương đến đây á thì Thanh Phương thấy là cái món này nó lạ và nó độc đáo vô cùng luôn đó. Tại vì bên phía của Thức á thì là nướng mình sẽ nướng ở trên cục đá muối. Đá muối á thì nó là muối kết tinh thành một cục đá lớn. Sau đó mình sẽ bỏ đồ ăn lên trên nó và nướng. Không biết là thưởng thức thì cái hương vị nó sẽ như thế nào đây? Chắc là bây giờ mình thưởng thức món được rồi đó. Anh Thức nè, trước giờ Thanh Phương thưởng thức nhiều món nướng nhưng mà chưa thưởng thức qua cái món nướng muối đá như thế này bao giờ cả. Mà sao trong cái khối đá này nó dày quá. Mình có cần phải nướng trước bao lâu trước khi đưa ra cho thực khách hay không? Trước khi thực khách tới thì nhân viên phải tới và chuẩn bị trước, nung với lửa từ từ trước. Sau đó là khách tới mình sẽ chêm thêm dầu để đem ra cho khách là có thể nướng được lập tức luôn. Hồi đó đến giờ Thanh Phương nghe đá muối dùng để làm đèn ở trong phong thủy nè, hoặc là đá muối dùng để làm đẹp ở trong spa, nhưng mà chưa bao giờ nghe là dùng để chế biến các món ăn cả. Vậy thì cái đá muối này nó có khác gì so với những cái đá muối ban nãy Thanh Phương vừa kể hay không? Cái bản chất của đá muối thì nó cũng giống nhau thôi, nhưng mà tùy cái cách họ chế biến hoặc sử dụng như thế nào. Thì thường thì đá muối có rất là nhiều công dụng. Ở bên Thức thì Thức sẽ sử dụng đá muối tạo thành từng khối như vậy để mình nướng đồ ăn ở trên đó, để cho nó sẽ bảo vệ sức khỏe nhiều hơn. Bên Thức thì sẽ nhập đá muối này từ bên Mã Lai về. Đá muối là nó sẽ được hình thành ở dãy núi Himalaya. Dù không tẩm ướp bất cứ gia vị gì, nhưng miếng thịt lại đạt được độ tươi ngon và vị ngọt thuần khiết khi hấp thụ tinh chất từ miếng đá nóng. Món này từng dùng kèm với rau và bún của bánh tráng, chấm kèm với nước sốt có vị ngọt ngọt lạ miệng để trung hòa vị mặn của thịt. Khán giả thân mến, khi mà dọn món ăn ra, Thanh Phương thấy cái đĩa nguyên liệu chưa hề qua tẩm ướp gia vị, Thanh Phương nghĩ là không biết là có ngon hay không. Nhưng mà thực sự khi nướng ở trên miếng đá muối này, nó làm cho món ăn có vị mặn mặn. Mà mặn ở đây không hề mặn gắt giống như là các loại muối biển thông thường khác, mà có vị mặn rất là nhẹ nhàng. Và khi thưởng thức thì cái hương thơm nè, cộng thêm cái món ăn nó tiết ra cái chất ngọt tự nhiên của cái nguyên liệu rất là ngon. Và cái cục đá muối này thì mình nướng khoảng bao nhiêu lần thì sẽ không còn sử dụng được nữa? Một cục đá muối một ngày mình chỉ nướng được một lần. Sau đó nhân viên phải sơ chế lại, phải cạo muối đi, phải bôi dầu cho nóng thì hôm sau mình mới sử dụng được tiếp. Và nếu tính ra thì chắc một cục đá muối chỉ sử dụng được tới 14 đến 15 lần. Xem ra để được thưởng thức cái món ăn này cũng công phu quá ha. Hôm nay á thì nhân lúc Thanh Phương tới thăm quán thì ngoài món nướng đá muối này thì ở quán còn một cái món rất là đặc biệt, cũng muốn mời Thanh Phương thưởng thức và cảm nhận thử coi, thì đó là món hấp đá muối. Từ xưa ông bà ta đã có một món ăn rất đặc biệt từ muối hột, đó là món hấp muối. Nhưng do trong thành phần muối hột có lẫn một số tạp chất không tốt mà món ăn này không còn phổ biến. Tuy nhiên tại đây món hấp muối sử dụng đá muối tự nhiên, thực phẩm tươi ngon, an toàn và đảm bảo sức khỏe của thực khách. Thức ăn mình sẽ vùi vô trong đá muối luôn, cho nên là toàn bộ cái vị mặn nó thấm rất là đều vô trong đồ ăn của mình. Và khi mà ăn thì nó sẽ có một cái vị mặn tự nhiên, nhưng mà lại không phải là vị nướng mà nó lại là vị hấp.
nó sẽ tiết ra cái chất nước, nhưng mà cái chất nước nó lại thấm ngược vào trong cái con tôm chứ nó không mất đi như là nước đá muối. Thì như vậy, và các loại rau rừng thì nó cái vị của nó cũng rất là khác so với rau bình thường, cho nên là chắc là mình phải ăn rồi mình cảm nhận cái sự đặc biệt của nó. Sau một ngày với những tấp nập ồn ào thì những khoảnh khắc vui vẻ cùng bạn bè đồng nghiệp tận hưởng một buổi tối mát mẻ cùng với những món ăn yêu thích dường như đã xua tan mọi mệt mỏi vất vả, chỉ còn lại những niềm vui, sự thoải mái và những nụ cười rạng rỡ. Giờ mãi mê trò chuyện rồi thưởng thức các món ăn ngon trời tối lúc nào cũng không biết nữa. Cảm ơn Thức rất là nhiều ngày hôm nay giờ giới thiệu cho Thanh Phương những món ăn mới lạ độc đáo. Lúc đầu là chỉ mời ăn nướng thôi đúng không, ai ngờ đâu lại khuyến mãi thêm một cái món hấp nữa mà món nào cũng ngon hết á. Thanh Phương chắc chắn là sẽ quay trở lại cùng với bạn bè và người thân của mình để thưởng thức đó. Cũng rất là cảm ơn hôm nay Thanh Phương đã tới quán sử dụng món ăn và cảm nhận để cho anh Thức những cái góp ý rất là quý báu. Quý vị khán giả thân mến, Thanh Phương hy vọng rằng qua chương trình ngày hôm nay đã giúp cho quý vị khán giả có thêm một món ăn ngon trong thực đơn ăn uống của mình.